Ngày hôm qua mà tôi vừa tới đây để tôi đi thử lên đây, tôi cảm nhận và tôi cảm thấy là cái sinh học mà nó cao đó với tôi. Chúng ta vừa mới thưởng thức những cái món ăn ngon do bên phía công ty quốc tế đưa về đã chuẩn bị cho chúng ta, đúng không ạ? Có ngon không ạ? Nếu
mình chiến đấu với bản thân mình và mình thua đi, vậy ai sẽ là người thắng? Mọi người có biết không, thực sự cái câu nói này đã làm cho Mai suy nghĩ rất nhiều. Và cái do là cái tính của Mai là tự lập, cho nên đôi khi Mai muốn suy nghĩ một cái gì đó, Mai có thể ra tới ngoài biển Mai ngồi 1-2 tiếng đồng hồ, Mai vừa nghe tiếng sóng biển, Mai vừa suy nghĩ về cái vấn đề đó. Hoặc là đôi khi Mai đi tới những cái công viên vắng người đông đúc, Mai cứ ngồi một góc như vậy, có thể ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, thậm chí là cả nửa buổi để Mai suy nghĩ cái vấn đề đó. Và cái câu nói là nếu như ngày hôm nay mình chiến đấu với bản thân của mình và mình thua đi, vậy ai sẽ là người thắng? Các bạn thử suy nghĩ xem, nếu như bạn gặp phải cái câu nói này thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Cho nên Mai đã hỏi cái câu nói này với rất nhiều người, và đa số là người ta trả lời cho Mai luôn thì mình thắng chứ ai. Ai mà không biết mình thắng. Nhưng mà nhiều khi á, có nhiều người mà nói là nói họ thiếu yếu là họ không chịu, họ không chịu, họ thiếu yếu. Khi mà Mai đặt ra cái câu nói này, tất nhiên Mai phải biết là cho dù Mai thắng hay thua thì Mai vẫn là người thắng, bởi vì Mai đã chấp nhận thử thách với bản thân của mình rồi. Nhưng quan trọng là khi mình nói cái câu nói này lên, khi mình nhìn thấy cái câu nói này nè, mình có suy nghĩ được, mình có đúc kết được, mình có lấy ra được một vài kinh nghiệm trong cái câu nói này hay không? Và khi mình lấy ra cái kinh nghiệm đó rồi, mình có đi thực hành hay không? Đó mới là quan trọng. Đó mới là cái ý nghĩa của cái câu nói này. Bởi vậy thì mình thấy đi, nói về sự chiến thắng, có nghĩa là sự thành công không các bạn? Vậy đó với các bạn thế nào là thành công? Mai không biết mọi người suy nghĩ thế nào về sự thành công, nhưng riêng bản thân của Mai cảm thấy hai từ thành công nó sai. Bởi vì thành công không phải là điểm đến, mà thành công là một quãng đường các bạn. Thì đúng thật là như vậy. Có nhiều người người ta nghĩ tôi thành công rồi, có nghĩa là tôi đã kiếm được nhiều tiền rồi, đúng không các bạn? Chưa đâu, không phải kiếm được nhiều tiền là mình thành công đâu. Có thể một cái trong cái sự thành công của mình đó, có một vài người họ không thích mình, hoặc là có thể trong cái sự thành công của mình đó, có một vài người họ không có thời gian gần gũi mình hơn. Hoặc là sự thành công của mình, biết là mình thành công, mình có tiền đó, nhưng có một vài điểm mình vẫn chưa thỏa mãn cho bản thân của mình, thì đó cũng chưa là thành công. Bởi vậy ở Đài Loan, nếu như ở Đài Loan có rất nhiều lãnh đạo người ta thành công rồi, nhất là những lãnh đạo mà đang ngồi ở hàng đầu của chúng ta đây nè, các bạn Mỹ họ đã thành công chưa? Rất thành công. Nhưng giữa sự chiến thắng thực sự và sự thành công dài lâu, giống như các bạn cái chị Nancy lúc nãy vừa mới chia sẻ đó, nó khác xa hơn cả trăm ngàn nước, nó khác xa gì đó, nó không có giống nhau. Còn khi nói về đi quay về sự thành công, các bạn ơi, ta biết được các vị lãnh đạo ngồi hàng đầu tiên của chúng ta có nhiều người có thu nhập cả năm gần hơn 5 triệu đô các bạn. Gần hơn 5 triệu đô. Các bạn nghĩ sao về con số này ạ? À? Quá nhiều. Mai không, Mai lại không nghĩ như vậy, tại vì nếu như Mai sẽ đặt bản thân của mình, cái bạn đó có thu nhập gần 5 triệu, hơn 5 triệu đô hàng năm, cái cảm giác của Mai, wow, phải là như vậy. Tại vì sao các bạn ở đây thu nhập hàng năm bao nhiêu ạ? À? Có thể cho Mai biết không? Cho nên khi mà mình nghe tới 5 triệu đô thu nhập hàng năm, mình phải là như vậy. Wow. Và thậm chí là nếu được mình bay lên cái cửa đó để làm sao thì có thể 5 triệu đô nó thu nhập hàng năm. Đúng không các bạn? Nhưng mà ở đây mình không có. Mình không có quà giống Mai. Có nghĩa là cái số 5 triệu đô này nó vẫn còn nhỏ so với các bạn, đúng không? Đâu, chỉ
các bạn hãy quá áo một cái cho ba xem nha nè. Ba mẹ của Mai lúc nào cũng cố gắng phấn đấu, cố gắng phấn đấu, cố gắng phấn đấu
việc làm việc. Cho nên là bất hiệu tí xíu. Nhưng mà xui sao có lúc mà Mai trưởng thành được tí xíu á, thì gia đình của Mai lại rơi vào tài chính có vấn đề. Bởi vì gia đình đầu tư làm việc trong kinh doanh thì thua đi, xui, cho nên thua. Thì lúc đó là Mai biết là Mai chỉ có 14 tuổi thôi, cho nên là Mai cố gắng. Mai cố gắng Mai học, bởi vì thầy giáo, cô giáo cũng nhắc nhở Mai, con phải học thiệt giỏi để sau này con chọn cái bằng cấp, con đi xin được cái công việc tốt. Mà lúc đó con có thu nhập tốt hơn người bình thường tí xíu. Cho nên là Mai cố gắng. Mai học cho tới năm 17 tuổi thì Mai thấy là hết được. Bởi vì cái bằng cấp đó nó lâu giúp cho Mai kiếm tiền quá. Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian hiện tại lúc đó thì không thể nào nhờ cái bằng cấp mà giúp cho gia đình của Mai thay đổi được số phận. Cho nên Mai quyết định cãi lời ông trời, đặc biệt là cãi lời lời ba mẹ của Mai. Mai đã đi kiếm tiền. Và khi bước ra xã hội, Mai thấy cơ thể bản thân của Mai lúc nào cũng may mắn. Cho nên là Mai gặp được rất nhiều quý nhân, đặc biệt là sếp anh Kim Sinh ở đây. Thì lúc đó mẹ Mai do lao động trong công việc, cho nên là nó đã căn bệnh nó đã ngấm ngầm vô cơ thể rồi các bạn. Lúc đầu thì nó chỉ có nhức đầu, xong sau đó đau bao tử, rồi ngủ không được thôi. Nhưng từ từ nó lây qua, nó quay qua tim nè, cao huyết áp nè, rồi cái gì não gì đó, rối loạn tiền đình, rồi cộng thêm những cái bệnh phụ nữ nữa. Cho nên là các bạn biết không, cái năm mà Mai biết về Replay á là cái năm mà mẹ của Mai bác sĩ chẳng hạn mẹ Mai về. Mọi người thấy đó, sống hay chết là phụ thuộc vào bác sĩ chẳng hạn mẹ Mai về. Thì lúc đó may mắn là quý nhân của Mai xuất hiện, cho nên là chia sẻ cái sản phẩm này cho Mai. Tại vì Mai thấy Mai không thể bệnh giùm mẹ được, Mai không thể đau giùm mẹ Mai được, và Mai không thể gánh vác hết những cái mà mẹ Mai đang mắc phải. Cho nên Mai và toàn gia đình của Mai chỉ có lấy hết tất cả những cái số tiền mà mình kiếm được trong vài chục năm qua đưa cho bác sĩ, và nhờ những người này cho mẹ Mai bớt đau, cho mẹ Mai có thể sống thêm với gia đình thêm vài năm nữa không, nhưng mà không được. Cho nên là Mai đưa cái sản phẩm này về với mẹ Mai. Lúc đó mẹ Mai gương mặt tím hết rồi, và nằm ở đó ăn cũng không được, uống cũng không xong. Đến nỗi cái viêm và tim của mình á, về tới nhà thì mẹ phải cắt ra và nhiễu từng giọt vô cái miệng của mình. Nhưng mà ngày hôm nay, hồi đó thì muốn ăn cũng suy nghĩ coi có ăn được hay không, muốn đi đâu cũng suy nghĩ có đủ sức khỏe hay không. Nhưng mà ngày hôm nay mẹ Mai đã đến với Replay của chúng ta, và Mai đã chọn một chút nào. Hồi năm trước khi chưa có sử dụng bệnh tia do lao động mà, cho nên là cơ thể phải già nuôi đi. Nhưng mà ngày hôm nay hình như là 7 năm rồi, mẹ đã sử dụng bệnh tia được 7 năm rồi. Đôi khi đã đến hải quan đưa cái cuốn hộ chiếu cũ với cuốn hộ chiếu mới là mình, hai người này là hai người hay là một người, bởi vì trước đó quá già, bây giờ trẻ đã nhiều rồi, cho nên hải quan hay. Tài chính cũng quan trọng, sức khỏe cũng quan trọng. Vì khi mẹ Mai nằm xuống, mọi người biết không, chỉ cần một người nằm xuống thôi là nguyên một gia đình rối loạn. Cho nên lúc đó là Mai suy nghĩ, tôi phải làm mọi cách để tôi có thêm một tí xíu thu nhập để tôi được sử dụng bệnh tim. Vì lúc đó may mắn, nếu như không có Mai thì gia đình của Mai thì không biết phải làm thế nào. Ba thì ở nhà chăm mẹ, anh hai thì lúc nào cũng bận biểu trong công việc, còn em út còn phải đi học, cho nên là nguyên cái gia đình là trông chờ cho Mai hết. Cho nên rất là biết
biết ơn cái viên nang bệnh tim này, biết ơn công ty Reway rất là nhiều đã giúp cho gia đình của Mai có lại sức khỏe, rất là biết ơn ạ. Ok, mình qua tới mục tiêu thứ ba, xã hội. Có phải khi mà mình thắng về tài chính rồi cái mình bước ra xã hội mình muốn làm gì mình làm, đúng không các bạn? Mai đã tiếp xúc rất là nhiều bạn, trong đó có một số bạn nói với Mai ở lúc đó Mai chưa có tiền và chưa có giàu và chưa thành công, và bây giờ thì tí xíu thôi họ nói với Mai, mày không có tiền mày không có quyền lên tiếng. Con nói mặc dù nó hơi thô nhưng mà thật, mọi người có cảm thấy gì không, khi mà mình không có tiền không có tiếng nói. Cho nên xã hội ở đây không phải khi mà mình thắng về tài chính là mình muốn nói gì đó, mình muốn làm cái gì nào, không phải. Mai có, thậm chí là Mai có rất nhiều người bạn họ xem Mai giống như là một phần thủ vậy đó, cho tới ngày hôm nay vẫn vậy. Mặc dù là may mắn là vô được công ty Reway và Mai có được một tí xíu do Reway cho, nhưng mà những cái người đó vẫn học hỏi ở Mai, và Mai cũng vậy, Mai vẫn học hỏi từ những cái người bạn đó rất là nhiều, đặc biệt là bên đội nhóm của Trung Quốc. Mặc dù là hồi lúc trước đó Mai hay sang Trung Quốc, Mai định Mai tìm hiểu, Mai xem cái đội nhóm của mình hoạt động như thế nào, nhưng mà có rất nhiều người bạn ở bên Trung Quốc đã chia sẻ cho Mai về kinh nghiệm và cho Mai biết được rất nhiều kinh hóa văn hóa cũng giống như là cái cách họ làm việc. Bởi vậy khi mình ra xã hội rồi mình phải biết tận dụng tí xíu, không phải có tiền để làm gì cần có tiền để làm gì nào không được. Và về tinh thần phải nói sao ta, đối với Mai cái người quý nhân của Mai, cái ông ấy có một tinh thần, Mai có thể nói tinh thần đó là tinh thần thép. Bởi vì khi mà Mai 19-20 tuổi Mai biết về Reway, Mai tham gia vào Reway, thì trong cái thời gian đó Mai vẫn còn không có làm việc bình thường giống như ngày hôm nay, không có chí như ngày hôm nay. Cho nên là ông ấy đã cho Mai một cái tinh thần, khi mà mình đi xa là ông ấy mẹ mình làm cho mình không có bị đi xa. Và đôi khi cái tinh thần này nè, khi mà người ta trao cho mình cái tinh thần giống như anh ấy trao cái tinh thần cho Mai, Mai phải tự mới chấp nhận và Mai thay đổi cái thói quen của mình. Trong cái thời gian thay đổi nó khó khăn lắm các bạn. Nhiều khi mà kêu Mai tặng một cái bộ đồ này nè, là Mai với ông lãnh đạo của Mai phải gây lộn rất là nhiều, Mai mới chịu mặc cái bộ đồ này. Cho tới ngày hôm nay, một khi mà nói về Reway, không có bộ đồ này Mai sẽ không nói Reway. Và khi mà mình ra ngoài gặp khách hàng, nếu như không có bộ đồ này Mai không gặp khách hàng. Tại sao là không phải Mai chẳng đâu? Tại vì phải cảm nhận khi mà mình làm việc với Reway, một công ty của quốc tế, tất ra mình phải có những cái sự tôn trọng, mình tôn trọng bản thân mình tôn trọng khách hàng, thời gian của khách hàng dành cho mình. Cho nên cái đầu tiên mà mình phải thay đổi đó chính là bộ đồ. Thì nhờ cái tinh thần thép của ông lãnh đạo này giúp Mai từ cái bộ đồ 2 giây thành một bộ đồ này. Mọi người thấy là Mai cầm cái bộ đồ này có đẹp không ạ? Về gia đình, ok, Mai đã từng ra khỏi gia đình của mình vào năm 16-17 tuổi, Mai cãi ba mẹ của Mai. Thì trong cái thời gian mà 16-17 tuổi đó, Mai là một đứa con rất là nghịch ngợm, không nghe lời ba mẹ. Mặc dù là trước khi ra khỏi gia đình để làm việc trong xã hội là Mai chưa từng làm cái gì hết. Thậm chí cái lúc mà Mai nhớ là còn đi thi trung học của các bạn, là mẹ Mai phải ngồi kế bên với cái tô cơm lúc Mai ăn luôn. Cho nên ta nói mẹ con không học nữa, con muốn đi làm, là ba mẹ Mai ngăn cản liền, đâu có cho. Cho nên lúc đó là Mai chiến đấu, không có nghe lời cha mẹ, cãi cha mẹ để Mai bước ra ngoài. Và
mọi người nghĩ đi, khi con của mình không biết cái gì hết và chọn bước ra ngoài, mọi người có lo lắng không ạ? Rất lo lắng. Bây giờ mặc dù là Mai đi, Mai đi rồi, em bé của Mai nhà cũng vậy, mặc dù nó nhà có người giữ, trời ơi, mỗi gia đình cho ta giữ nó, ta chăm sóc rất kỹ, mà nhiều khi cái người chăm sóc nó còn kỹ hơn là Mai, mà Mai còn lo đó. Thời gian đó Mai bỏ nhà để Mai đi kiếm tiền, nhưng mà tới ngày hôm nay nhờ vào công ty Reway, nhờ vào cái văn hóa của Reway và nhờ vào tính tương trợ, hỗ trợ và cái sự dạy dỗ bảo mật của ông lãnh đạo, thì gia đình của Mai đã có một cái suy nghĩ thay đổi về Mai. Lúc trước cứ nghĩ nhắc tới Mai là nhắc tới cái con bé rất là kháu khỉnh, không nghe lời. Nhưng mà ngày hôm nay nếu như nhắc tới Mai, mọi người rất là tự tin và thậm chí là mọi người rất gọi là sao, rất tự hào. Nhắc tới Mai là gia đình mình rất là tự hào, đúng không gia đình của Mai? Có thể Mai nói gì họ cũng sẽ đi theo Mai, Mai quyết định làm gì họ cũng sẽ đi theo Mai, bởi vì họ biết Mai của ngày xưa nó khác với Mai của ngày hôm nay rồi. Và Mai của ngày hôm nay càng ngày càng nỗ lực hơn và muốn cho bản thân của mình tốt hơn rồi, cho nên là họ tin tưởng của Mai rất là nhiều. Và về tâm lý, ủa sao đây gọi là tâm lý ta? Sức sàng tiếng Việt gọi là sao ta? Hả? Tư tưởng đúng không? Về tư tưởng mình ví dụ như thế nào ta? Tư tưởng đây, đúng rồi. Mặc dù Mai là một người rất là khóc khỉnh, không nghe lời cha mẹ, nhưng cái tư tưởng của Mai từ nhỏ, Mai đã biết làm việc thiện, Mai đã biết làm thiện nguyện các bạn. Cái đồng tiền đầu tiên mà Mai kiếm được á, mỗi một tháng là chỉ có 1.300 đô thôi các bạn, và Mai phải đóng tiền học là 1.100, Mai chỉ còn 200. Trong khi Mai làm thêm cho nên là công ty trả Mai 1.500, cho nên là có thể là Mai dư 200 cho tới 500 để Mai sinh sống tại Singapore. Mọi người nghĩ con số 500 đô để sinh sống tại Singapore có nhiều không? Không đủ, thì không đủ. Cho nên là mẹ của Mai thường xuyên gửi những cái thùng mì gói từ Việt Nam qua tới Singapore cho Mai. Mì gói Việt Nam nó rẻ hơn. Mì gói của Singapore, mấy bạn đi Singapore các bạn biết rồi, nó một gói mì gói cũng phải một đồng là 17-18 nghìn của mình. Cho nên mẹ Mai là thường gỡ một thùng gì đó có 200 mấy nha, qua tới và Mai phải ăn mì gói hằng ngày, Mai ăn mì gói còn Mai ăn hàng năm luôn, để Mai có thể nhích nhúc cái số tiền đó. Mai đi xe nè, Mai ăn có Mai uống nước nè, rồi Mai trả tiền nhà ở nè đó. Nhưng mọi người biết không, khi mà Mai đi theo một cái đội ngũ đó là đội ngũ rất chuyên về làm thiện nguyện, và họ không nhận những cái sự hỗ trợ về kinh tế ở bên ngoài, họ chỉ làm việc cho đoàn đội thôi. Thì lúc đó là Mai may mắn Mai xin vô được cái đội nhóm đó. Ôi là trời, bao nhiêu tháng lương của Mai Mai tích góp được, chưa được hình như gần có gần 1.000 thôi. Thế là Mai đi với họ. Mọi người nghĩ Mai sẽ tích góp bao nhiêu trong cái số 1.000 đó? Mai cho 1.000 về ăn mì gói. Tư tưởng khi mình đã thành công rồi mình phải biết cống hiến cho ra một chút xíu nữa. Giống như đội nhân của Mai cũng vậy, mọi người đã rất nhiều lần tham gia những cái buổi thiện nguyện của Mai tự thành ra, đúng không? Những cái buổi thiện nguyện đó Mai không có cần phải bạn phải trả cho tôi nhiều, đưa tôi nhiều, tôi xây dựng thêm, không hề, Mai không hề nhận tiền của các bạn. Nhưng mà các bạn hãy đi chung với Mai để mà mình có thể cống hiến được công sức cho xã hội tí xíu. Tư tưởng của mình cống hiến tí xíu, khi mà mình cống hiến rồi mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn,
và cảm thấy cái sự thành công của mình nó xứng đáng, không phải một mình đấy mà còn rất nhiều người xung quanh mình có thể có được. Mọi người nghĩ đi, ở đây cái chữ chính giữa là tự do đúng không các bạn? Đó, nếu như ngày hôm nay là mình nghe được 6 chủ đề, 5 chủ đề đúng không ta? Đúng rồi, 5 chủ đề. Hôm nay chúng ta sẽ nghe được 5 chủ đề. Ngày mai ở Hà Nội sẽ có thêm bao nhiêu chủ đề? Nếu được chúng ta hãy đi ra ngoài nghe tiếp những vị lãnh đạo họ chia sẻ như thế nào. Và nếu được nữa, Mai Ngân không thể nói là nếu được, mà phải nói là một khi đã gia nhập vào công ty đi quay rồi, và một khi đã thay đổi cái số phận của mình, hoặc là mình muốn lấy được cái kiến, mình muốn tìm hiểu thêm cái kiến thức để mình giúp đỡ người khác, thì hãy học thuộc 12 chủ đề này. Tôi hứa với các bạn, khi mà các bạn học thuộc 12 chủ đề này và các bạn sử dụng nó ở ngoài thị trường bên ngoài đi, Mai hứa luôn, không phải chỉ có những hàng đầu tiên, những lãnh đạo của hàng đầu tiên này có 5 triệu đô thu nhập mỗi tháng, mà các bạn cũng có. Bởi vì 12 chủ đề này là do ông tổng giám đốc tích thân chia sẻ dạy cho mọi lãnh đạo phi mã vào ngày 20 tháng 2. Mọi người biết, có thể là mọi người không có tham gia vào cái buổi đó thì mọi người không có cảm nhận được, nhưng mà riêng Mai thì Mai có tham gia. Cho nên Mai bắt đầu học là hình như là 11 giờ trưa. Mai ngồi Mai nghe cho tới gần 1 giờ rưỡi khuya là mới hết cái bài của ông chia sẻ thôi. Có rất nhiều người, người ta sẽ nghĩ trời ơi ngồi lâu như vậy mệt. Xin thưa với các bạn, một khi mà mình đã hòa quyện cái linh hồn của mình vào công ty đi quay, hòa quyện cái linh hồn của mình vào hệ thống đi quay, tôi hứa với các bạn không có mệt đâu. Đôi mắt của mình lúc nào cũng tưng và tiếp thu kiến thức từ ông tổng cho tới ngày hôm nay cũng vậy. Nếu như mình đã sử dụng được 12 cái chủ đề này ở ngoài thị trường thì cái sự tự do các bạn chắc chắn sẽ có. Tự do là gì? Hồi nãy nói rồi, về tài chính có không ạ? Riêng Quay có cho chúng ta về tài chính không ạ? Có. Không giới hạn, bạn muốn lấy bao nhiêu là bạn lấy. Ở đây giới hạn ở chỗ là bạn có muốn lấy hay không. Riêng Quay không giới hạn về vấn đề tài chính cho các bạn. Thứ hai, về sức khỏe có không ạ? Greenway có một sản phẩm độc nhất vô nhị trên thế giới. Đó với Mai nó là gì? Thuốc thần, thuốc tiên, thần dược. Và Greenway có cho ta một mối quan hệ xã hội tốt không ạ? Yếu quá. Không phải vậy chứ. Greenway có giúp cho gia đình chúng ta ngày này tốt hơn không ạ? Rồi gì nữa? Rồi quay cho chúng ta cái gì nữa? Sức khỏe, tài chính, xã hội, tinh thần, tư tưởng. Đúng rồi, có học bài, đúng. Khi mà chúng ta có hết tất cả những cái mà đi quay đưa ra rồi, chúng ta sẽ có sự tự do. Và thật sự khi mà muốn nói về sự tự do, mình phải thứ nhất tự phản tỉnh, mình phải tự phản tỉnh từng giây từng phút từng khắc, không bao giờ ngừng thức tỉnh bản thân. Cái nào tôi chưa làm tốt, ok chút xíu tôi làm lại nó sẽ tốt hơn, hoặc là cái nào tôi chưa làm tốt ngày mai tôi thử lại. Cho nên ngày hôm nay nếu như ai chưa nói tốt, bác sẽ liên hệ với anh Greg lần sau cho Mai cơ hội một lần nữa. Đúng không ạ? Đúng. Đừng có tự thỏa mãn với bản thân. Thôi, do tôi là nước Việt Nam, cho nên khi tôi không có tiền, tôi ra cái bên sau giường của tôi bước dài còn cãi, dài còn cao, tôi ăn mà đủ. Không nên. Bởi vì xung quanh chúng ta còn ba, còn mẹ, còn anh, còn chị, còn em, còn gia đình của chúng ta. Chúng ta phải nổi bật hơn tí xíu để mình
giúp đỡ những người này hoặc là giúp đỡ cống hiến thêm cho xã hội ha. Rồi tự kỷ luật à, ở đây tự kỷ luật á phải có một cái câu nói, cái câu nói này là biết mình biết ta chăm chồng chăm má. Mình nói mấy giờ mình thức là mấy giờ mình phải thức, mình nói mình phải làm cái gì là mình phải hoàn tất cái đó, đừng có nửa vời. Xin các bạn luôn, tôi sợ làm việc với những bạn nửa vời vậy đó. Mai ơi, tôi hứa luôn, tôi vô đội nhóm các bạn tôi sẽ làm việc năm nữa, mà cuối cùng vô kêu làm chút xíu nó giống bà hết trơn. Cho nên nếu mà đã làm việc rồi phải có cái tính kỷ luật, làm là phải làm cho hoàn tất. Rồi thêm cái gì nữa, thêm một câu nói nữa, muốn tròn là phải có khuôn, muốn vuông là phải có tấm. Câu nói này ngày hôm qua tôi mới học xong, ông thầm nhắc đó, ông đưa cho tôi cái chủ đề này đáng sợ quá. Ông chơi chữ nhiều quá. Còn lúc trước thì Mai đi học hoàn văn của Mai chỉ có 4-5 điểm, vừa đủ lên lớp thôi. Okay. Thì tất cả nó phải thêm một cái khuôn khổ, mình phải tự xuất tỉnh bản thân của mình. Không phải lúc nào cũng đủ rồi, không cần, tôi đủ rồi, tôi không cần, không. Mai không có gì đâu. Mai tin là mấy bạn ở đây chắc cũng sẽ có cái suy nghĩ giống Mai. Bởi vì nếu như Mai cảm thấy đủ, cái thời mà Mai đi ra, năm cái năm đầu tiên mình đi ra ngoài làm việc á, phải kiếm được rất nhiều tiền các bạn. Nhưng mà lúc đó mình cũng nghĩ rồi, như đó đủ rồi. Mình thôi để tôi đi kiếm tấm chồng, tại lúc đó tôi là 18 tuổi mà. Khoảng 18 tuổi thôi, để tôi kiếm một cái người chồng lo cho tôi nhà tôi an toàn là ok rồi. Nhưng mà may mắn là hên chưa, bởi vì mai có sự phản tỉnh. Cái phản tỉnh không phải, không được, quên ở nhà còn ba luôn, còn mẹ tôi, còn anh tôi, còn em tôi. Cho nên là không có ngừng ở chỗ đó được. Và cái thứ ba, để có được sự tự do là chúng ta phải tự yêu thương. Yêu thương ở đây là ai? Không phải gặp ai cũng yêu, gặp ai cũng thương, chết luôn đó. Yêu thương ở đây có nghĩa là yêu thương bản thân của mình. Lúc nào mình cũng phải biết thương yêu bản thân của mình. Mọi người ở đây nếu ai có cái Facebook của Mai á, Mai biết luôn, chắc chắn là các bạn sẽ theo dõi. Con Mai này nó hơi biến thái. Tại vì mỗi lần mà lên Facebook mà Mai có đăng cái gì lên à, Mai sẽ ghi Mai yêu bản thân của Mai quá, tôi yêu bản thân của tôi quá, tôi yêu cô gái này quá. Mà những cái tấm hình nó toàn là Mai thôi. Thật. Nếu như mọi người hỏi Mai muốn mình trở thành một người như thế nào, thì xin thưa, Mai chỉ muốn trở thành mình của hiện tại thôi. Và Mai muốn thành công như A thì lúc đó Mai sẽ suy nghĩ một cái đối tượng khác. Nhưng nếu như mà hỏi Mai sẽ muốn mình trở thành một người như thế nào, thì Mai chỉ muốn là Mai thôi. Mai yêu thương bản thân của Mai. Mỗi ngày phải uống viên bịch tia, các bạn có uống không? Đó. Đôi khi làm việc mệt quá, nhất là những ngày gần đây nè, hàng ngày tôi uống 8 viên bịch tia. Uống để có sức, uống để bù đắp lại những cái năng lượng của tôi, của Mai. Mai còn nhớ cái từ tự yêu thương này nè, là Mai lúc đó vừa mới sử dụng một tia thôi, cái Mai cũng còn chút xíu nghi ngờ các bạn thiệt, cũng ngừa mà cũng còn chút xíu nghi ngờ, cho nên là Mai sử dụng 1-2 tháng các bạn ngừng để coi cái sản phẩm này nó có vấn đề hay không. Mai ngưng được vài lần như vậy thì Mai thấy bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà vẫn là thói quen sử dụng 1-2 tháng các bạn ngưng. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây nha, mỗi lần mà Mai sử dụng 1-2 tháng, Mai bắt đầu ngưng và Mai cảm thấy thích thịt. Bữa nay không có bệnh tim. Xin lỗi bản thân, tự mình không có đối xử tốt với bản thân của mình. Cho nên là ngày tới ngày hôm nay Mai vẫn uống đều đều. Ngày muốn quyên vậy đó. Thì thật sự ra tất cả những thứ này nè, ông Tổng ông có chia sẻ là ông ấy
bạn của ông ấy hay hỏi là còn cái vấn đề gì mà ông không biết nữa hay không. Thì cái câu hỏi đó ông cũng tự hỏi bản thân của mình, không biết mình còn gì mà mình không biết nữa. Thì cái gì ông ấy không biết hết. Ông ấy còn nói là ông ấy còn biết bắn cung mà, ông ấy còn biết đàn mà, ông ấy còn biết lái máy bay nè, lái phi cơ nè, ông ấy biết rất là nhiều. Và nói về vấn đề đạo lý, và nói về vấn đề đạo lý, ông ấy có thể nói suông cho mình nghe. Thế đây Mai cũng vậy, trong cái thời điểm hiện tại có thể là Mai đầy đủ rồi, bởi vì may mắn Mai có một người chồng rất là tốt, rất là thương yêu Mai, Mai đầy đủ rồi. Nhưng mà đừng ngưỡng ngừng chỗ đó, các bạn cũng vậy, mặc dù chúng ta ở đây đầy đủ rồi nhưng mà xin các bạn đừng ngừng. Bởi vì khi mà mình ngừng lại có nghĩa là mình chấp nhận mình của hiện tại, và nếu như mình không có sự thách thức bản thân của mình thì mình không thể trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn. Thì đây cũng là một cái số nội dung mà Mai muốn chia sẻ với các bạn với chủ đề là trở thành người thành công thật thụ. Thì bài chia sẻ của Mai đến đây sẽ được kết thúc ạ.